Chào mừng các bạn đến với trung tâm bảo hành Flycam DJI Authorized Repair Center. Tự hào là trung tâm bảo hành được cấp quyền chính thức bởi DJI Company. Với đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhiệt tình, cùng dàn kỹ thuật viên đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc sửa chữa Flycam. Trung tâm bảo hành DJI được đặt tại 319 Vĩnh Hưng, với thời gian tiếp nhận bảo hành từ 9 giờ sáng cho tới 18 giờ. DJI Authorized Repair Center chuyên sửa chữa các dòng Flycam với các tình trạng từ cơ bản cho tới phức tạp nhất. Với các quy trình sửa chữa khép kín, các công đoạn sửa chữa bao gồm nhận máy, kỹ thuật tiếp nhận máy, kiểm tra sơ bộ, bàn giao phiếu nhận máy, trích xuất file log, thông báo thông tin sơ bộ về máy và thời gian trả máy. Xử lý máy. Test máy, check lại toàn bộ lỗi phần cứng, phần mềm. Bàn giao máy cho khách. DJI Authorized Repair Center hứa hẹn sẽ là một điểm đến tin cậy dành cho các tín đồ của DJI Flycam.